Dạ, cụ Trần Liên xin kính chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây đàn Yamaha S910 vừa về tới luôn các bạn ơi. Cây đàn còn rất là đẹp nha. Đàn thì không tính thổi bài có vết trì xước như vậy. Rồi, mình sẽ demo một bài cho bạn nghe âm thanh cây đàn cũng như là một số điệu trong đàn rất là chuẩn luôn nha. Đi chay nha. DJ khác nữa. Số cha cha nha các bạn. Thành rất là hay mọi người. Mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Cái đàn này có thể đọc được đuôi MP3 luôn, đàn Yamaha S910. Giá cả cũng như là số điện thoại mình đã ghi ở dưới cái số ở cái tiêu đề của cái bài đăng này hôm nay. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và mọi người thấy thích thì vui lòng nhấn subscribe, đăng ký theo dõi kênh của mình để nhận được thêm nhiều cái video khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.